gia đình này. Hậu quả như ngày hôm nay là do quả báo. Cái người chết á, khi người nhà người ta đụng tới cái tự nhiên học máu ra thì là chết quan đó. Người chết còn nhiều điều khuất tất với người nhà nên ông ấy đã biến thành oán linh. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì gia đình sẽ gặp chuyện tan vong. Con không ăn được thịt chó à? Sát sanh tân tuổi quá thì cảm phước mau lắm. Những cái chuyện kỳ lạ xảy ra mấy hôm nay á, anh có thấy là liên quan đến lò mổ chó không anh?